Rồi chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em có một đôi ra đồng trục của Biu BAX A16 quý vị, Made in Japan. Thì đây là dòng loa cổ đồng trục của hãng Biu, màng giấy ha, gân vải mềm, gân này là gân mềm nha. Đấy, chép còi, họng còi ha. Đấy, thiết kế rất là nhìn rất là ngầu, rất là gấu quý vị. Tất cả các cái xương của nó là xương đúc hết ha, xương gan đúc, nhầm đúc nha, gan đúc. Thì full gân, đây là dòng full gân, đồng trục full gân ha. Đấy, xin đét hết nha quý vị. Màn giấy ha, chép không còi đây quý vị. Rồi, đôi này có mức giá là 3 triệu 500 nha, em bao ship toàn quốc cho quý vị. Nguyên xuyên hết, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.